ចឹងវាជាទូទៅគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាមែនតើដើម្បីយើងអាចមើលនៅរូបភាពមុនពេលដែលយើងធ្វើការ insert ចូលទៅក្នុង database ឬក៏update. អូខេ អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder រួចហើយគឺឈ្មោះថា YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំចូលបង្កើត new document មួយដែលយើងដាក់ថា preview image before upload អញ្ចឹងមកខ្ញុំយកពាក្យថា PHP ឬក៏ HTML អញ្ចឹងជាទូទៅយើងប្រើ HTML សិនយើងមិនទាន់រៀនតកតឹងនឹង server side ទេ អូខេ អញ្ចឹងចុចពាក្យ yes រួចហើយខ្ញុំ right click យកពាក្យថា open with subline ឬក៏edit with notepad អញ្
bạn vậy tới cứ đôi khi bàn tay còn đầy dớ bằng hai một phiệp này ok chẳng có đọc một tiếp cứ dân đạo vị thầy vì máu vị mà nữa rồi hạ sắp pixel nâng còn của phần biết cứ hãy mà nó rồi hạ sắp pixel này tôi thấy dân bật thẻ về trong pua IMG tag cứ dân bật tay một toàn đề dân bật đi toàn tùy chẳng là bây giờ dân sale dân ran vì sạch mấy nuôi dân khởi trên chính trạng và tổng tiếp dân choose vì má cứ nơi tại mình trên đó đài chẳng dân trao ra javascript chung nuôi chẳng lại những nhóm pra thêm ở bio tech nằm mấy tùm lẹ vì một toán và tổng tiếp cứ dân pra nơi event on chain rồi bỏ javascript chẳng cứ smart nhìn này là document dot ok sorry document.get element by id smart ok chẳng lẽ thì ai copy này các bạn ok này cái class string sorry nó dùng class string để dùng sẽ khó đấy get element by id chẳng dừng add copy code tại mặt đó thì sao chúng ta sẽ hai mặt đó bị đau này chẳng dừng xong copy code nó mới bình dồn với lượng chuyện nhé ok chẳng cho mọi reflect code nâng là gì mà thì đi hai bật hai đi mối nâng đi mối ok chẳng on chain cái chữ event rồi bỏ javascript xâm rạp thuộc cả chain nó rồi qua rồi miền cái đó về đây vì chạp bàn ở vầy mùi ok trong này document get element by id mình thì thà vía chắp nơi đồng lại là mỗi phí id ok chẳng id ní dân trao đồ chú mua đã id này lại mình chẳng img soc dân đã id smart user preview image chẳng lại ní dân đã đôi khi hiện tại cứ dân đã thà user preview image ok chẳng viên đang chắp vô nơi id đọc bỏ img này ok chẳng viên ai thôi cả plug đồ rồi qua miền các bạn img tag này bạn bắt đầu một tiết dot soc soc cứ chia sort này cứ chia sort xem là prior file hay biết có chia tag đại prior chỉ muốn được img phần này chẳng bảo miền soc tag dùng ở ad preview lúc hiệp lên web page bằng gì bạn thấy bắt đầu một tiết cứ smart window dot url create object url chẳng biết thà window dot url create object url này cứ chia document object model muối model muối xem là thôi ca bằng cả nơi string string nên cứ chỉ string xem là đặt nơi cái nòng soc này tại mặt đòn chỉ tu tới cái lại nick cái chữ là soc smart rồi hãy dùng đặt partition nơi cái nòng folder phần dưới và sân chỉ rút hiệp nên chúng mua thà choice nhưng đặt là choice dot extension thành việc phần tai bằng mềm tí cứ dùng đặt xèn chẳng hết chẳng cái lại choice dot extension nó cứ miền này thả cái lại này ai từ window dot url dot url này ngay toàn mặt tiếp thứ the la disk dot file miền này thả the la disk dot file nó cứ dùng chắp vô nó qua là miền đại bản select chain thì thay file này index lịch sâu cứ miền này thả chỉ tôi thấy cứ rob bị index lịch sâu mà dùng đại lịch mới cứ error này chẳng là bây giờ dùng run again cứ dùng sorry đó ok bây giờ run again dùng chọn chú phá nhưng chạy vào được biết từ bên trên nhà dân ô tô mặt tại nhà kia nhé chắc những người xung mơ ok nâng anh chẳng video này comment tại phần đăng đài hay đọc này ai download số code này cứ nơi trong video description hay cũng click chui chạy like subscribe cậu được chui share nơi video này là mời mệt phẹt dễ bàn chạy bàn đớn hay nghe xung mơ phần này ok ở phần trang chung được biết trước khi là các cái đó chỉ mời video thay dịp lại bye bye.